Nếu bạn có cái con số cộng tổng lại của ngày tháng năm sinh của mình mà bằng 2 thì bạn đang có cái con số đường đời là 02. Và với con số này bạn sẽ có những cái mặt mạnh nào, những cái điểm hạn chế nào và lựa chọn cái nghề nghiệp đối với con số đường đời 02. Thưa các bạn, là số 2, một trong những con số mà đặc trưng với cá nhân tôi rất là yêu quý những cái con người có cái số đường đời là số 02. Và nếu bạn có con số này thì mong rằng bạn sẽ kết nối với tôi để tôi chia sẻ với bạn những cái tầm nhìn, những cơ hội hợp tác về công việc. Con số 2 thì khác biệt với con số 1. 1 thì đấy là quyết đoán mạnh mẽ, độc lập. Thì cái số 2 là thiên về cái sự cân bằng, thiên về chúng ta chứ không phải là tôi. 1 là tôi nhưng mà 2 thì là chúng ta. Và như thế thì là cái đặc trưng nổi trội nhất của cái người mà số 2 đấy là cái khả năng ngoại giao, cái khả năng hòa giải, cái khả năng kết nối và cái khả năng đồng cảm. Và chúng ta sẽ phân tích những cái khía cạnh đấy, tại sao nó lại có cái lý do như vậy, và cái điểm yếu hay là cái xu hướng về công việc dựa trên những cái gạch đầu dòng như tôi vừa chia sẻ, cái từ khóa ngắn gọn như vậy. Thì bạn thấy rằng là số 2 đơn giản là họ là cái con số đầu tiên ở trong cái biểu đồ ngày sinh của cái trục cảm xúc hay là trục tiềm thức. Và khi như thế thì họ hướng vào bên trong, họ quan sát được cái nội tâm hay quan sát được cái tiềm thức, và họ đi ra từ những cái ý niệm rằng là tinh tường trong cái việc là nắm bắt tâm lý, nhìn nhận cái cơ hội ấy, là họ không xuất phát từ bản thân họ và họ nhìn được từ cái lợi ích của cái người thứ hai, sau đấy họ mới quy chiếu lại cái lợi ích của họ, và như thế thì họ có cái khả năng hiểu, thấu hiểu những người xung quanh. Cái điều thấu hiểu nó rất quan trọng ở đây. Nếu bạn muốn rằng là hòa giải, hay bạn muốn thân thiện, hay bạn muốn ngoại giao với ai thì bạn phải có cái sự đồng cảm. Bạn có nói rất là hay nhưng mà nếu bạn không đạt được cái sự đồng cảm, người ta cũng không bao giờ nghe bạn. Vì đơn giản rằng là cái sự đồng cảm ấy nó không phải đến từ là cái ngôn ngữ của bạn, mà nó là những cái gì đấy nó phi ngôn ngữ. Tức là bạn, mặc dù bạn có nói rằng là bạn rất yêu quý người ta, nhưng mà cái thông điệp của cái ngôn ngữ cơ thể của bạn nó không hướng đến cái điều đấy, ánh mắt của bạn nhìn nó không hướng đến điều đấy, thì chắc gì bạn đã thuyết phục được người ta. Mà ngược lại với những yếu tố đấy thì người số 2 họ có cái đồng cảm. Cái con người họ họ hướng đến cái giá trị đối với lại người xung quanh, người mà họ kết nối. Và khi mà họ hướng đến cái giá trị mà yêu thương như vậy ấy, hay là cái đồng cảm như vậy ấy, thì họ đã chiếm được cái trái tim của những cái người mà họ cộng tác. Mà khi mà chiếm được trái tim của người cộng tác rồi ấy, thì bạn thấy rằng là họ sẽ dễ dàng kết thân. Nên là cái phẩm chất ngoại giao ở đây nó được nổi trội, nên là yếu tố đầu tiên. Cái yếu tố thứ hai là cái khả năng hòa giải. Thì các bạn biết rằng là ví dụ như kinh doanh chẳng hạn, thì bạn mà muốn làm được một cái, hay muốn bán được một cái mặt hàng, muốn làm được cái việc dịch vụ ấy, thì bạn cũng phải là bạn bàn rồi bán, hay là người ta phải tin bạn, người ta mới trao cho bạn cái cơ hội. Thế khi mà người số 2 rồi thì họ có cái khả năng xây dựng cái lòng tin một cách rất là nhanh chóng đối với người đối diện bằng cái đồng cảm, cái trực giác. Đấy, và như thế thì bạn thấy rằng là họ có khả năng mà kết nối từ trái tim đến trái tim, và bạn sẽ rất dễ trao cái lòng tin cho cái người số 2, vì bản thân họ họ nghĩ đến bạn trước chứ không phải họ nghĩ đến quyền lợi của họ trước. Và họ thích cái hòa giải, họ thích cái sự toàn vẹn, họ thích cái sự tròn trịa, chứ họ không thiên về là cái ví dụ như là để mà gọi là cái mối quan hệ nó được duy trì thì họ sẵn sàng hy sinh cái lợi ích cá nhân của họ. Họ không vì họ mà họ sẽ vì cái toàn diện, họ vì cái đại cục. Và chính vì thế thì là bạn thấy rằng là họ sẽ có cái khả năng hòa giải nhiều người, nhiều cái mâu thuẫn khác nhau. Vì ai cũng sẽ gửi gắm đến cái niềm tin đến họ. Và khi như thế thì bạn không tin những người xung quanh, bạn cũng không tin cái ông này ông kia, nhưng bạn gửi niềm tin vào cái ông số 2, và người khác thì cũng gửi niềm tin vào số 2. Và như thế thì khi mà người số 2 họ đưa ra cái giải pháp thì bạn có xu hướng là nhất quán đối với cái giải pháp đấy. Thế như thế thì bạn sẽ có thấy rằng là cái vai trò hòa giải của cái người số 2 nó sẽ được nổi trội lên. Đấy là một điều rất là đặc biệt. Cái đặc trưng nữa của cái bạn số 2 đấy là cái khả năng, cái trực giác, nhạy cảm, thì hướng vào bên trong, họ quan sát bởi thế giới, bởi cái tiềm thức của nó. Và bạn thấy rằng là ý thức ấy nó chỉ 10% thôi, nhưng mà tiềm thức ấy nó chiếm 90%. Và khi người ta ở trong một cái thế giới tiềm thức rồi ấy, thì người ta cũng dễ dễ dàng, đó là cái thông điệp từ trái tim đấy bạn ạ, thì nó dễ dàng có được cái sự đồng cảm.
đối với người xung quanh, hay người ta có thể thấu hiểu tâm lý của những cái người đối diện rất là nhanh chóng. Thế thì mặt tích cực thì nó rất là nhiều, rồi là hướng đến cái win-win, rồi sau đấy thì là đưa ra giải pháp thì thăng bằng, rồi sau đấy thì là cái khả năng ngoại giao nhanh nhẹn, rồi cái nữa là cái kết nối một cách hiệu quả. Nếu mà họ làm cái networking thì họ cũng làm kết nối nó rất là nhanh chóng, vì ai cũng có xu hướng có cái lòng tin của họ. Thế thì cái yếu tố đấy là cái rất là tích cực. Thế thì cái mặt hạn chế nó ở đâu? Khi mà họ hướng đến một cái giải pháp nó toàn vẹn thì đôi khi ấy, cái sự quyết đoán họ lại không nhanh chóng được, vì bạn sẽ không thể nhanh chóng hài hòa được tất cả, cân bằng được tất cả cái lợi ích, vì họ được cái này họ lại bắt đầu sẽ đòi hỏi cái kia, và như thế thì cái khả năng mà ra cái quyết định một cách nhanh chóng thì nó lại cũng là một cái hạn chế, nên họ hay cũng để do dự. Và nữa là muốn một cái toàn vẹn thì gần như là họ lại cũng hơi cầu toàn. Đấy, cầu toàn thì nó cũng khó khăn trong cái việc là ra cái quyết định một cách nhanh chóng. Thì đấy là những cái hạn chế. Và với cái mặt mạnh rất nhiều, cũng như cái hạn chế đấy, thì có thể là đưa ra một cái lựa chọn cái nghề nghiệp nào đối với người người số 2 được. Thì tôi muốn chia sẻ với bạn rằng là với cái khả năng của bạn, bạn có thể làm xuất sắc với vai trò những cái trợ lý cho những cái lãnh đạo, các cái đơn vị, các tổ chức, các cái cơ quan. Rồi bạn có thể làm người hòa giải ở trong hiệp hội hay là công đoàn, hay là bạn cũng có thể trở thành cái vị quan tòa và bạn hòa giải được. Ví dụ như các cái vụ ly hôn hả, với cặp vợ chồng xung đột, mâu thuẫn và đến với tòa, thì bạn có thể là thành cái vị quan tòa và đưa ra cái giải pháp nó vẹn toàn để cho cả hai bên được. Hay là bạn có thể trở thành cái luật sư hòa giải. Cũng rất là hay, bây giờ thì cái vụ tranh chấp nó cũng rất là nhiều mà người ta ngại trong cái việc là đưa nhau ra đến pháp đình. Vì đưa ra pháp đình hay đưa ra tòa kiện thì vân vân ấy, thì nó sẽ mất thời gian, mất tiền của, và cái đôi khi phán quyết để mà thực thi được rất lâu. Thì thà rằng chúng ta hợp tác với nhau và chúng ta lựa chọn một cái hòa giải viên, họ đưa ra cái giải pháp cho chúng ta và cùng chia sẻ cái rủi ro, hay là cùng đón nhận những cái thuận lợi, như thế thì chúng ta sẽ giải quyết nó rất nhanh chóng. Thì cái người hòa giải như người số 2, bạn có tiềm năng để làm được những cái công việc đấy. Thì đấy là những cái chia sẻ cũng ngắn gọn của tôi đối với lại những bạn số 2, và xin được chúc mừng những bạn có con số đường đời số 2. Nếu bạn có cái cơ hội để mà hợp tác thì tôi rất mong người chờ được nhận được những cái lời cuộc gọi từ bạn. Xin chúc sức khỏe, chúc may mắn, và các bạn đừng quên dành tặng tôi những cái nút subscribe, nút đăng ký để tôi có thể sớm nhất làm những cái video, cũng như bạn cũng sẽ nhanh nhất nhận được những cái video mà tôi chia sẻ trên kênh YouTube này. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong các cái chương trình tiếp theo.